Ai đến gần ta, ta sẽ đến gần người ấy. Ai kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho họ những điều lớn và khó nàng, điều họ chưa từng biết. Lý Hảo, xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bà con, tất cả anh em, quý con cái Chúa và anh em đồng đức tin và sự cứu rỗi nơi Chúa Jesus Christ và tất cả những anh em theo đạo Tin Lành. Thì đây là một cái video sẽ rất là quan trọng và sẽ giúp đỡ cho cuộc đời các bạn. Và cái video này mình muốn giúp các bạn đột phá đức tin của chính bản thân các bạn. Sau 5 tháng các bạn đi cùng với Chúa, nội dung của nó liên quan trực tiếp đến việc lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Thực ra chúng sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng là lắng nghe tiếng Chúa thì là phải là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là phải là người kiêng ăn cầu nguyện, hay là phải là người hầu Chúa, hay là người có ơn, hay là người được Chúa gọi, hay là người như thế nào đó thì nó phải là vi diệu hay là phi thường lắm thì mới được lắng nghe tiếng Chúa. Nhưng thực ra thì mình nói thật với các bạn, lắng nghe tiếng của Chúa làm điều không hề khó. Và thực ra thì sự thật nó là Chúa luôn luôn yêu thích nói chuyện với các bạn. Ngài luôn luôn muốn tâm tình với các bạn, và sự thật là như vậy. Và các bạn hãy nhớ điều này là Đức Chúa Trời rất thích nói chuyện với loài người và Ngài vui thích làm việc đó, bởi vì mục đích mà Đức Chúa Trời tạo lên Adam và Eva, tạo lên loài người là để Ngài có thể thông công nói chuyện với mọi người, với loài người. Không phải là vì Ngài cô đơn hay là vì Ngài không có ai để nói chuyện nên Ngài mới tạo nên con người để Ngài nói chuyện, nhưng mà thực ra là Ngài có các thiên binh thiên sứ để nói chuyện. Nhưng mà cái mục đích của thiên binh thiên sứ là hầu việc Ngài, phục vụ Ngài và làm theo tiếng phán của Ngài và canh giữ rồi là thờ phượng. Nhưng mà đối với loài người thì Đức Trời muốn là có một nơi để tâm tình, có một nơi để trò chuyện, bởi vì con người mang cái bản thể của Đức Chúa Trời, mang hình ảnh và ảnh tượng Đức Chúa Trời, và Chúa hà hơi cái phần sự sống của Ngài vào trong linh của con người, thì con người có một tâm hồn sống thì Ngài rất yêu mến được được nói chuyện với loài người. Đây là bí quyết đầu tiên, đây là cái bí mật mà các bạn phải luôn luôn nhớ là Chúa yêu mến nói chuyện với loài người. Rồi, điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn, làm sao để lắng nghe tiếng Chúa, thì điều này các bạn phải thực hành mỗi một ngày và không bao giờ được từ bỏ nó nha. Thì đó là các bạn phải gần gũi Ngài. Điều này cực kỳ quan trọng các bạn ạ. Thực ra chúng ta yêu ai thì chúng ta sẽ đến gần người đó. Chúng ta có tình cảm với ai thì chúng ta thích sang nhà người đó chơi, hay là thích gần gũi người đó, hoặc là chúng ta cần sự giúp đỡ của họ thì chúng ta sẽ đến với họ thường xuyên, gặp gỡ họ nhiều lần trong hàng ngày, hàng giờ, đúng không? Thì đối với Chúa như vậy, chúng ta phải gần gũi Chúa như là một người mà ta yêu mến, một người mà ta đang tìm kiếm, thì Chúa sẽ đến với chúng ta. Chúa nói là hãy xin sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì Ngài sẽ mở cho. Thì ai đến gần ta, ta sẽ đến gần người ấy. Ai kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho họ những điều lớn và khó nàng, điều họ chưa từng biết. Chúa đến với loài người một cách như vậy, và Ngài hứa và Ngài sẽ làm. Thì điều quan trọng như này, có rất nhiều người sẽ nói là anh ơi hay là thầy ơi, em rất khó đến gần Chúa. Em đầu óc em nó có nhiều cái suy nghĩ quá, đầu óc em nó có nhiều cái việc làm quá, nhiều khi em không thể đến gần Chúa, em hay cảm thấy mệt mỏi, em không thể đến gần Chúa, em có nhiều những cái tâm tư tình cảm nó rối loạn và em không thể đến gần Chúa, em cảm thấy mình cứ bị trì trệ thánh linh, trì trệ thuộc linh, em không làm sao có thể bứt phá được. Thầy giúp đỡ em, hay anh giúp đỡ em một cách nào đó để em có thể đến gần Chúa, để em đột phá cái thuộc linh của mình, đột phá cái khả năng nhạy bén thanh linh của mình. Thì ở đây mình chia sẻ với các bạn, thì giúp đỡ các bạn làm sao để các bạn đến gần Chúa. Thì nói thật với các bạn, ai cũng trải qua những cái cuộc sống, những lúc mà chúng ta không thể đến gần Chúa được. Là cũng vậy, những khi yếu đuối, những khi gặp những trở ngại cuộc sống và khó khăn, rồi những khi gặp phải những chuyện buồn, hoặc vừa mới phải xung đột cãi nhau một ai đó, thì cũng là rất khó để chúng ta đến gần Chúa. Cho nên là mình sẽ chia sẻ cái bí quyết làm sao để các bạn đến gần gũi Chúa nhé.
Điều quan trọng nhất là đến gần gũi Chúa nhưng mà rất khó để làm, đúng không? Thì bí quyết là như thế này này. Đúng nghĩa mà chúng ta đến được gần Chúa thì chúng ta phải tách rời mình khỏi thế gian. Chúng ta phải luôn luôn mặc định rằng là chúng ta không còn là người của thế gian này nữa. Chúng ta không thuộc về thế gian nữa. Chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Ta không mang tinh thần thế gian, không suy nghĩ theo cách suy nghĩ thế gian, không nói theo cách của nói của thế gian, không làm theo cách của thế gian nào. Tức là chúng ta phải nhận diện được mình là thuộc về thiên đàng, thuộc về thân thể, chi thể của Đấng Christ. Thì chúng ta phải biết cách. Thì điều đó nó khiến chúng ta phải thay đổi cái tư duy. Chúng ta phải sống xứng đáng làm sao với cái tên gọi là con cái của trời. Thì đấy là về cái nhận thức của chúng ta về cái nếp sống. Rồi, đấy là điều thứ nhất trong bước 1. Bước 1 là các bạn phải có một cái nhận thức như vậy. Bước 1 là các bạn phải có một cái nhận thức là mình phải thay đổi đi. Là mình phải có một cái tách biệt đi với xã hội một chút. Đừng theo giống họ. Chúng ta vẫn sống với họ nhưng mà ta không bị đồng hóa và trở nên giống họ. Đấy là bước 1. Bước 2, muốn đến gần Chúa. Muốn đến gần Đức Chúa thì bước hai này các bạn phải tìm hiểu về Ngài. Thực ra thì Kinh Thánh chép như thế này này, đó là ai muốn đến gần Chúa thì phải tin có Ngài. Vì những kẻ không tin có Ngài thì không thể đến gần Ngài, và những người không tin Ngài và không tin có Ngài thì những kẻ đó không thể nào đẹp lòng được Chúa Trời. Thì thực ra nó như thế này, điều này nó không đơn giản chỉ là tôi nói là tôi tin Chúa, tôi nói tôi nhận biết là có Chúa. Điều nó không phải như vậy. Điều này nó giống như thế này các bạn nhé. Các bạn nhớ này, các bạn phải biết về cái tính chất, bản tánh, bổn tính của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng như thế nào? Ngài là ai? Ngài rõ ràng Ngài như thế nào? Thì các bạn mới, ví dụ như các bạn muốn kết bạn với Lộc, đúng không? Các bạn với Lộc thì hay là các bạn muốn thân 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 thiết với Lộc thì các bạn sẽ phải tìm hiểu qua một chút về Lộc là người yêu thích cái gì, Lộc là người thích làm cái điều gì. Thì các bạn đi tìm cái điểm chung của Lộc với các bạn, rồi là các bạn phải nghiên cứu qua là nếu như nói câu này thì ông Lộc sẽ không thích nghe, nói câu này ông Lộc cũng sẽ thích nghe, hay là làm cái việc này thì ông Lộc cũng sẽ thích, hoặc là ông Lộc cũng thích chơi với cái người như thế này hay những người như thế kia. Đấy, thì trong cái bước 1 các bạn phải nhận diện mình là người nên thánh đặc biệt cho Chúa rồi thì các bạn rất dễ có cái bản tánh của một cơ đốc nhân. Đó. Và cái điều thứ hai này các bạn sẽ bồi tụ cho các bạn là các bạn học về Ngài. Các bạn đã biết Ngài là thánh khiết như thế nào, Ngài công bình như thế nào, Ngài có quyền năng lớn như thế nào, Ngài nói những gì ở trong Kinh Thánh, Ngài hứa điều gì trong Kinh Thánh, bạn thuộc những câu Kinh Thánh nào về cái tính chất, cái bản tánh của Ngài. Ngài là Jehovah Shalom, Shama, Jireh, Ngài đấng chữa lành, đuổi quỷ, Ngài ban những lời hứa, Ngài chúc phước, Ngài làm những điều phi thường trong sự cứu rỗi của Ngài, Ngài chịu khổ cho các bạn, rồi Ngài tất cả những gì Ngài làm cho các bạn, những gì về bản tính, bản chất Đức Trời, Ngài buồn giận, buồn ăn nộn, điều gì Ngài dạy, điều gì Ngài không dạy, điều gì Ngài muốn con người làm theo và điều gì Đức Trời trông đợi từ lời bạn. Các bạn phải học Kinh Thánh, các loại thuộc Kinh Thánh và các bạn nhớ về cái bản tính Đức Trời. Khi các bạn nghĩ về mẹ các bạn thì các bạn sẽ nghĩ về gương mặt của bà ấy, tính nết của bà ấy, cái thói quen của bà ấy. Khi các bạn nhớ về một người nào đó, một bạn bè đồng nghiệp hoặc là sếp của các bạn sẽ tưởng tượng ông ấy thường hay mặc cái áo gì, ông ấy là người như nào, ông hay nói cái câu nói gì, ông ấy thích nhân viên như thế nào. Thì điều đó cũng như vậy, khi các bạn nghĩ về Chúa, khi các bạn nhìn về Đấng Thánh, suy ngẫm về Đấng Thánh trong sự yên lặng, Chúa nói là hãy yên lặng và biết ta là Đức Chúa Trời. Ngài nói câu đấy thì Ngài muốn hỏi các bạn biết gì về Ngài rồi. Đó. Muốn đến gần một ai đó thì các bạn phải hiểu biết về người đó một chút, đúng không? Và thực ra thì đối với Chúa thì bạn phải hiểu nhiều về Ngài hơn để cho Ngài có thể bày tỏ chính Ngài với các bạn. Thì các bạn phải đọc Kinh Thánh, phải hiểu Kinh Thánh, phải ấy, bởi vì Ngài bày tỏ trong đó hết rồi. Đó là lá thư mà Đức Trời viết trong Kinh Thánh, đó là lá thư. Ngài bày tỏ chính Ngài cho con người rồi. Nhưng các bạn không học, không tìm hiểu về Ngài thì sao các bạn đến gần Ngài được? Các bạn vừa đến gần Chúa là Chúa ơi xin ban cho con một công việc tốt hơn, tăng lương này khác, thì làm sao mà Ngài đến gần các bạn được? Các bạn không hiểu về Ngài. Rồi, nếu như đó là cái bước thứ hai, bước này nếu như các bạn mà không đạt được thì đừng đến bước thứ ba. Các bạn phải học lại tin lý, học lại tất cả các kiến thức nền tảng. Sắp tới thì Lộc sẽ hoàn thành một cái giáo trình nền tảng thì các bạn nên học cái giáo trình đó trên YouTube của mình để các bạn hiểu biết về Chúa thì các bạn mới đến gần Ngài được. Rồi, cái bí quyết thứ ba, rồi cái bước thứ ba khi mà các bạn
nhận diện mình trong địa vị con cái Chúa trong thân thể Đấng Christ rồi. Các bạn xong bước thứ hai là các bạn tìm hiểu về Chúa và hiểu biết về bản tính của Ngài và thờ phượng Ngài theo bản tính đó rồi, thì các bạn sẽ đến bước thứ ba này. Bước thứ ba này là bước thay đổi về cách mà các bạn cầu nguyện. Thực ra khi các bạn đến gần Chúa thì chúng ta thường đến cách kêu cầu ngay, chúng ta cầu xin Chúa là ban cho con ngay, hay là chúng ta dâng ngay những cái vấn đề nhu cầu, rồi dâng ngay cái điều mà chúng ta đang muốn là cầu thay hay cho ai đó hay như nào đó, chúng ta thường làm như thế ngay. Thì thực ra thì các bạn quên các giáo sĩ, các giáo sư ngày xưa và tất cả những giáo trình đều dạy đó là đến trong sự cầu nguyện thì các bạn phải làm theo 5 bước, đúng không? Bước thứ nhất là các bạn phải tôn vinh Chúa. Đó, tôn vinh Chúa. Thứ hai là xưng tội với Chúa. Các bạn phải ăn năn cái tội lỗi của mình. Đó, thì Chúa ghét rất ghét tội lỗi thì các bạn phải ăn năn. Sau đó các bạn sẽ tạ ơn Ngài vì sự thành tín, vì sự công bình của Chúa, vì sự tha thứ của Ngài. À, quan trọng là sự tha thứ mà. Rồi cuối cùng là các bạn mới cầu xin. Nhưng mà điều này là khi các bạn cầu xin đấy thì các bạn nhớ này, điều cầu xin này các bạn phải cầu xin trong thánh linh trước, tức là cầu xin trong tiếng lạ. Sau đó mà các bạn mới đến sự cầu xin bằng nhân linh, tức là cầu xin bằng ý muốn của mình và cầu thay cho người khác. Thì thực ra thì các bạn phải hiểu biết về Kinh Thánh, thì khi các bạn cầu nguyện bằng cái nhân linh này thì bạn không cầu nguyện sai, không cầu nguyện sai nhé. Còn sai ví dụ các bạn nói là ôi Chúa ơi, hôm nay con ăn gì, thực ra ăn gì thì các bạn tự mà chọn đấy, làm sao các bạn phải cầu nguyện hôm nay con đi mua cái gì con ăn, đúng không? Ví dụ thế thì các bạn phải học hỏi một chút, thì nó là cái bước số 2 đấy. Các bạn phải tìm hiểu về Ngài thì cái bước số 3 này cái việc làm cầu nguyện là sẽ không bị sai. Thì các bạn phải nhớ là tôn vinh Chúa, hát một bài thánh ca nào đó, tìm một bài thánh ca nào đó các bạn phải hát vài ba lần hoặc là hát ba bốn bài để tôn vinh Chúa khoảng nửa tiếng đi. À, hoặc là 20 phút đi, nếu các bạn đã lâu rồi không tôn vinh Chúa hay còn xa cách Chúa hay là không thờ phượng Chúa, các bạn cứ thờ phượng Ngài đi, đừng đến vội với Chúa cái cầu xin ngay rồi than vãn ngay. Chúa thích điều đó, Chúa thích các bạn phải tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa để kêu gọi bầu không khí thuộc linh, là kêu gọi sự hiện diện của Chúa đã. Khi Chúa đến rồi thì Chúa sẽ nhìn thấy là các bạn có tội nhưng Ngài không thể gần các bạn được, nên các bạn phải xưng tội để Ngài gần hơn với các bạn. Tha thứ rồi thì Thánh Linh sẽ vào trong các bạn ra, các bạn sẽ tạ ơn Ngài vì điều Ngài vừa làm cho các bạn. Sau đó các bạn mới bắt đầu cầu nguyện và cầu nguyện trong sự tiếng lạ. Mình khuyên các bạn là đang cầu nguyện bằng tiếng lạ, tức là cầu nguyện bằng sự Thánh Linh ban cho bạn. Thánh Linh ban cho bạn cái ngôn ngữ mới, sự giúp đỡ trong sự cầu nguyện khi mà các bạn đầy tràn yêu lai, rồi hoặc gọi các bạn cầu nguyện say sưa. Ví dụ là khi mà Lộc say sưa Thánh Linh thì Lộc vừa đánh đàn này đấy, là mình cứ hát tiếng lạ và say sưa trong Thánh Linh, mình cứ đừng có gì kỳ vội cầu ngay. Và thực ra thì nói là với các bạn, khi mà mình chìm đắm và say sưa Thánh Linh và gần gũi Chúa nhiều lắm thì thực ra mình chẳng có gì để cầu nguyện cả, bởi vì tất cả những gì mà mình muốn cầu nguyện Chúa đều làm và Chúa đều biết hết rồi. Thực ra như vậy, cái ngón tay này, tức là cái việc làm trong kỳ cầu nguyện này là mình đa phần là nói tiếng lạ mà thôi, và khi mình cầu nguyện này thì mình chỉ cầu nguyện một lần những cái nhu cầu của mình thôi, hoặc là mình công bố mình nhận lấy. Ví dụ như mình cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, con sẽ công bố rằng con có được một người vợ theo ý muốn của Chúa, đó là người nữ tin kính, là người nữ đồng công với con trong trong chức vụ của con, trong cuộc đời của con, là người nữ mà Chúa đã tạo, đã định sẵn cho con là sẽ gặp được người đó trong danh Chúa Jesus Christ. Con công bố nhận lãnh điều đó, và con trong danh Chúa Jesus Christ con hủy phá tất cả thế lực tà linh đã ngăn cản cái quá trình hôn nhân của con, đã khiến hôn nhân của con bị chậm trễ hay không đúng thời điểm, hay bất cứ sự ảnh hưởng nào liên quan đến hôn nhân của con hủy phá tất cả các linh ô uế tà dâm tình dục đã ngăn cản trên hôn nhân của con, tất cả những điều xấu xa ác uế và làm cho hôn nhân của con bị ảnh hưởng, thì con trong danh Chúa Jesus con hủy phá điều đó, và con nhận lãnh một hôn nhân tốt đẹp trong nơi ý muốn của Đức Chúa. Và mình cầu nguyện với sự nhận lãnh như vậy, chứ mình không bao giờ mình than vãn Chúa ơi xin cho con, không, Chúa không thích cái điều đó. Bởi vì các bạn đầy dẫy Thánh Linh, các bạn có quyền cai trị cái sự quy tắc vật lý và cai trị ma quỷ, vì Chúa ban cho quyền đó. Chúa nói là ai tin ta thì sẽ làm những phép lạ này, đúng không? Sẽ làm này, chữa lành mọi bệnh tật và đuổi mọi quỷ, uống thuốc chi độc không hại gì. Các bạn phải nhớ uống thuốc chi độc không hại gì mà. Đó, cai trị cái vật lý. Rồi đến bước thứ tư của cái bí quyết thuộc linh lắng nghe tiếng Chúa này. Nếu như các bạn cảm thấy cái video này dài quá và nhiều kiến thức quá thì các bạn hãy ghi chép nhé, ghi chép. Các bạn nên ghi chép và nên là xem đi xem lại video này nhiều lần và thực hành nó, vì mình thực hành nó mình rất là thành công. Ngày xưa mình học cái bài giảng cách để lắng nghe tiếng Chúa đấy, thì mình đã nghe cái bài giảng đó đến 30 lần, gần 30 lần. Thì các bạn cũng nên làm cái điều đó, mà để các bạn lắng nghe tiếng Chúa thì các bạn phải ít nói đi,
thì Chúa mới phán được. Thực ra thì con người chúng ta có 3 phần đúng không? Các bạn đã biết 3 phần rồi, 3 phần. Các ai đã dạy các bạn chưa nhỉ? Các bạn nào mà chưa ấy nhất thì các bạn sẽ học trong một cái buổi nào đó, Lộc sẽ hướng dẫn các bạn về 3 phần, nhưng hôm nay mình sẽ nói qua trong cái video giúp đỡ này, cái vlog này. Thì con người là có một phần là xác thịt, là cái gì mà trong mắt của người ta vẫn nhìn thấy nhau đúng không? Đó là body, đó là thân thể xác thịt. Rồi, đó. Thứ hai là chúng ta sẽ có linh hồn. Linh hồn là loài vật cũng có và con người cũng có linh hồn nhá. Thì thứ ba là sẽ có tâm hồn. Các bạn nhớ tâm hồn nhá, phần thứ ba là tâm hồn. Tâm hồn thì tâm hồn nó là trái tim hay là lương tri hay là cõi lòng, hay gọi lòng đấy, chúng ta thường gọi như vậy. Thì đấy là ba phần. Thì các bạn phải học cách để phân biệt ba cái phần này. Thì các bạn phải nhớ này, trong Kinh Thánh chép là Chúa nắn lên loài người bằng bụi đất, thì Chúa nắn đến cái thân thể của con người bằng bụi đất. Thì phần thứ nhất, các bạn nhớ là thân xác chúng ta được Chúa nắn bằng bụi đất, nhưng mà bây giờ chúng ta được sinh ra là bởi cha mẹ ta di truyền đúng không? Thì là ban đầu là Ngài tạo bụi đất và Ngài cài mã gen để chúng ta được gì nha. Nhưng quan trọng là Ngài nắn chúng ta một cách trau chuốt trong lòng mẹ chúng ta. Ngài tạo nên chúng ta một cách diệu kỳ trong lòng mẹ chúng ta, là Ngài biết số ngày của chúng ta, Ngài biết sự vô hình của chúng ta khi chúng ta còn chưa được thụ thai. Đấy là về 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 sách của David đã chép rồi, và đó là sự vi diệu, sự rất là tuyệt vời của Chúa trong sự tạo dựng của Ngài. Phần thứ hai là phần linh hồn của chúng ta. Phần linh hồn của chúng ta thì Chúa nói là Chúa tạo dựng con người mang hình ảnh tượng của Ngài, mang ảnh tượng và hình tượng của Ngài, mang hình ảnh của Ngài. Thực ra thì Ngài không hề có phần thân thể, không có phần thân xác cho đến khi mà Chúa Giêsu lâm phàm, Chúa Giêsu nhập thể làm người, thì lúc đấy là Chúa Giêsu có một xác phàm. Thế còn trước khi mà Ngài chưa lâm phàm, Ngài chưa tạo dựng con người thì là Ngài không có thể xác, cho nên là chúng ta mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời, làm cái linh hồn của chúng ta mang cái hình ảnh, cái tượng của Đức Chúa Trời, không phải là cái body, cái thân xác thể này chúng ta là mang ảnh tượng của Chúa đâu, mà là Chúa nắn lên. Đó. Đối với các loài vật và các loài động vật ấy, thì Chúa là phán thì chúng nó có đó, đúng không? Loài hổ hay loài báo hay hươu vượn như vậy. Đó. Cho nên là Ngài có một cái đặc biệt yêu mến con người là Ngài nắn này, và Ngài cho con người mang hình ảnh tượng của Ngài. Về thân xác thì Ngài nắn và linh hồn thì mang ảnh tượng của Ngài. Và phần cuối cùng là phần tâm linh, là Ngài hà hơi cho chúng ta, và chúng ta nhận lấy linh hồn sống, một tâm hồn sống. Thì khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó sai trái thì chúng ta bị cắn rứt cõi lòng. Đó, thì cái đấy là lương tri hay là lương tâm. Đó, chúng ta biết thế nào là xấu hổ, biết thế nào là tội lỗi, thì đó là lương tâm, đó là lương tri và đó là tâm thần của chúng ta. Và Đức Chúa Trời sẽ ngự trong cái tâm thần này, tâm linh hay cõi lòng này, và Thánh Linh của Ngài sẽ ngự ở đó. Thánh Linh của Ngài sẽ đồng điệu với chúng ta qua cái tâm linh tâm thần này, và tiếng phán của Ngài cũng qua trong đó. Nhưng các bạn, nhưng mà điều mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn là gì? Là trong cái tâm linh của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta, thì tâm linh của ta đôi khi nó cũng tự vấn, tự nói, tức là tiếng nói của bản thân, tiếng nói của tự tâm linh. Thứ hai là tiếng nói của linh hồn, và thứ ba là tiếng nói của xác thịt các bạn nhé. Xác thịt thì là có ngũ dục, các bạn biết rồi, và ăn no mặc ấm đúng không ạ, được chăm sóc, được y tế, được vệ sinh đúng không, thì đấy là cái tiếng nói của xác thịt. Khi mà các bạn thiếu một cái nhu cầu nào về xác thịt, mệt mỏi làm việc, căng thẳng hay là như nào đó, thì cái xác thịt nó sẽ có cái tiếng nói vào trong tâm hồn. Thứ hai là linh hồn nó cũng sẽ nói, linh hồn nó muốn được yêu đúng không, muốn được thỏa mãn đam mê dục vọng, muốn được thỏa mãn cái sự tận hưởng âm nhạc, hay là muốn vẽ tranh, hay là muốn nó luôn luôn là vui buồn ghét giận hờn đúng không. Nên là tất cả những tiếng nói đấy, là mình không thích người này hay mình không thích người kia, mình bị phản ứng với người này, mình không hợp với người kia, đây là cái linh hồn của các bạn. Đó. Thì nó cũng có tiếng nói vào trong tâm hồn của các bạn. Đó, tức là tiếng nói trong lòng của các bạn đấy. Và phần cuối cùng là tâm hồn của các bạn cũng có một cái tiếng nói đúng không? Các bạn đã bao giờ tự nói với chính mình chưa? Đấy là tâm hồn mình đang nói, tự nói với chính mình, tự ngồi suy ngẫm, là tự một cái gì đó, là tự nói với chính mình. Và Đức Thánh Linh cũng sẽ nói qua cái đấy. Khi bạn lắng nghe tiếng Chúa thì chủ yếu là các bạn sẽ lắng nghe qua cái phần tâm linh tâm hồn này. Đó. Thì các bạn nhớ này, bí quyết là các bạn phải nói ít đi, tức là các bạn phải cho cái xác thịt của mình nó nói ít đi, cho cái linh hồn của mình nói ít đi, và cho cái tâm linh của các bạn cũng nói ít đi, thì các bạn mới lắng nghe tiếng của Chúa để cho Ngài có cơ hội được nói. Vậy thì làm sao để tôi có thể khiến cho xác thịt, tâm linh và linh hồn bớt nói đi? Thì đơn giản này thôi, là các bạn nói trong Thánh Linh, nói trong
tiếng mới, đúng không? Đấy là cách thứ nhất. Khi David cái cầu nguyện với Chúa thì David nói là linh hồn ta sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong lòng ta. Tức là David biết được cái tiếng nói là tiếng nói của linh hồn, nó đang yếu đuối, đang mệt mỏi, đang sờn ngã, đang sợ hãi, thì là tiếng nói của linh hồn. David trong sự cầu nguyện, David có thể nhận biết đây là tiếng nói của linh hồn. Hay là như ông Phaolô, ông ấy có cầu nguyện bằng tiếng lạ thì ông nói là khi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm trí tôi lơ lửng, tôi treo không, tôi treo nó một cách không liên quan đến nó. Thì cái đấy là do các bạn phải cầu nguyện say sưa trong thánh linh, say sưa trong tiếng lạ thì Chúa mới bắt đầu nghe tiếng phán của các bạn được, và các bạn không bị nhầm lẫn là tiếng nói đó đến từ đâu. Chắc chắn tiếng nói sẽ đến từ Chúa khi các bạn say sưa cầu nguyện thật lâu, thật dài trong ngôn ngữ tiếng mới, hoặc là các bạn hát thánh ca, hoặc là các bạn ấy gì đó. Các bạn đừng đến cầu nguyện than vãn, đừng có dâng hết điều này cầu hết để cho người này, các bạn cứ dâng như thế ấy, thì các bạn nói toàn là lời các bạn thôi, sẽ không có đến cái lời của Chúa. Thế cho nên là các bạn phải nhớ là mình phải phải có một cái gì đó, có một cái các bạn phải làm một cái gì đó, ví dụ hát một bài hát để dẫn cái tâm linh mình đi một cái chỗ khác, dẫn dẫn tâm linh dẫn tâm linh mình đến vào một cái bài hát, đến với một cái mức độ tâm linh khác. Ví dụ như nói là There is power in quyền năng trên cao có trong danh của Jesus. Trong danh Jesus Christ cũng công bố quyền năng của Chúa được mở rộng ra. Hay và bắt đầu các bạn công bố nó vào trong các đoạn, cứ nói tiếng lạ, bắt đầu lắng nghe tiếng của trong lòng. Khi bạn nghe được bắt đầu vào Chúa nói thì các bạn sẽ cảm thấy là ngôn ngữ tiếng lạ nó sẽ nhỏ đi, và các bạn sẽ bắt đầu nghe được tiếng của Ngài. Và khi các bạn nghe lại thì các bạn sẽ hiểu được mà Chúa đang muốn bày tỏ cái gì, muốn cầu nguyện cho ai, Ngài muốn các bạn cầu nguyện cách nào, cầu nguyện như thế nào và như thế nào. Cái quan trọng là các bạn phải thuộc Kinh Thánh nữa, thì đấy là đến gần Chúa. Và thực ra thì mình thực hiện cái điều này hàng ngày và mình rất là hiểu và rất dễ nắm bắt điều này, nhưng mà nếu như các bạn mà không không quen ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là khó. Ô, làm sao tôi có thể lắng nghe tiếng Chúa? Ngày xưa thì Lộc tập lắng nghe tiếng Chúa ấy, Lộc cứ cầu nguyện một lúc, khi nào mà Lộc cảm thấy mà mình đang gần gũi với Chúa rồi, cảm thấy là Chúa đang giang vòng tay ôm lấy mình, cái khải tượng mình nhìn thấy trong lòng như vậy, bắt đầu là Lộc yên lặng, nhắm mắt yên lặng và không nói gì, chờ đợi sự 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 sự, sự nói chuyện của Chúa, thì mình sẽ như thế này: cảm ơn Chúa, xin nói chuyện cho con. Mình sẽ như vậy, mình sẽ luôn chờ đợi Chúa như thế này. Thì đấy là cái cách mà mình chia sẻ với các bạn như vậy. Thì chúng ta phải có thời gian. Thực ra thì Chúa đấy cần cái thì Chúa là cần các bạn phải nói gì đi. Đây là cái bước số 4. Chúa là phân tích cho bạn. Và bước cuối cùng, bước cuối cùng để lắng nghe tiếng của Chúa, bước cuối cùng lắng nghe tiếng Chúa là bạn phải dành thời gian cho Chúa, dành thời gian cho Chúa. Thực ra thì tại sao các bạn thấy sẽ cảm thấy là ô, Chúa ban có 10 điều răn mà Chúa bắt ông Môi-se đó phải lên trên đó với Chúa 40 ngày 40 đêm. Thực ra Chúa muốn thánh hóa một con người thì phải cần có một cái thời gian nhất định. Thực ra để chúng ta không nhất thiết phải kiêng ăn 40 ngày 40 đêm với Chúa để Chúa thánh hóa và để Chúa bắt đầu ban cho lời của Ngài hay cung ứng lời của Ngài chúng ta, không cần thiết phải như vậy. Nhưng mà chúng ta cần thiết phải làm điều này, đó là các bạn nên có một cái phòng để cầu nguyện riêng với Chúa. Đừng cầu nguyện trên giường ngủ, hay đừng nay cầu nguyện chỗ này mai cầu nguyện chỗ khác, mà các bạn phải có một cái nơi thánh, nơi biệt riêng với Chúa, là cứ đến nơi đó thì các bạn cầu nguyện với Chúa. Các bạn có hát cái bài hát mà hát bài hát mà vào trong nơi thiêng liêng, nơi chi thánh cha. Thực ra các bạn phải có một cái nơi đó để vào, đó là như vậy. Cũng giống như vậy, cũng có một bài hát đó là trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài. Nơi vinh quang là nơi nào? Các bạn phải chuẩn bị cho Chúa một cái gian, một cái phòng nó chỉ khoảng 2-3 m² bằng cái tủ thôi. Các bạn phải chui vào đấy để cầu nguyện với Chúa thật là nghiêm túc. Các bạn phải đến với Chúa như mình đang đến như với Chúa như thế này. Lúc mình đến với Chúa, mình ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Các bạn hiểu là cái người Israel ấy, khi mà người ta xây dựng đền thờ thánh cho Chúa, người ta phải xây dựng đúng cái cách của Chúa. Đó là có phần hành lang, có phần thánh và phần chi thánh. Và khi ai, những ai được phép ở trong hành lang, họ phải ăn mặc như thế nào? Khi mà bước vào nơi thánh thì họ là những ai đã hầu việc bao nhiêu năm, đã là người như thế nào, dòng dõi nào,
và ăn mặc như thế nào trong nơi thánh. Và trong nơi chí thánh thì chỉ có được một người thôi, một người được bốc thăm mới được vào, và phải mặc, phải đeo biển, ngay cả quần lót Chúa cũng dạy là phải thêu màu này, mặc cỡ như này, Chúa bắt phải như vậy. Bởi vì khi mà Chúa hiện, khi mà Chúa xuất hiện, khi mà Chúa ấy, thì Ngài không muốn một bất cứ một cái sự phàm tục nào, chứ đừng nói là tội lỗi. Cho nên các bạn muốn lắng nghe tiếng Chúa thì các bạn phải thực hiện điều đó thôi. À, các bạn phải nhìn đây, đây là cái giường của mình. Đây, khung cảnh đây. Đây là một cái nơi mình quây vào, mình mua bàn gió để ngăn cái giường này lại. Thực ra cái giường này không ai ngủ cả, không, ngày xưa mình ngủ đây nhưng bây giờ mình không ngủ nữa. Và mình biệt riêng cái nơi này là cứ đến một thời gian nhất định, các bạn nhé, đến một cái thời gian nhất định là khoảng 8 giờ đến 9 giờ là mình cầu nguyện Chúa 1 tiếng đồng hồ, tức là từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi hoặc là 8 giờ đến 9 giờ thì mình cầu nguyện riêng với Chúa, hoặc là có hôm thì muộn quá, nhiều việc quá thì mình sẽ là 9 giờ đến 10 giờ, nhưng mà nhất định nó phải là ấn định mình luôn cầu nguyện với Ngài vào buổi tối như vậy, 9 đến 10 giờ, 8 rưỡi đến 9 rưỡi, tức là nhất định ấn định ngày nào cũng như vậy. Các bạn có một cái thói quen như vậy và tự trời biết biết bạn hiểu, bạn hiểu, các bạn biết thế đó. Giống như ông Daniel, giống như ông Daniel, tức là cứ một ngày thì 3 lần ông trèo lên cửa sổ, mắt hướng về thành Jerusalem và bắt đầu cầu nguyện. Ngày nào cũng như vậy, mặc dù vua Nebuchadnezzar bắt đầu là coi như là cấm đoán, là không cho bái tế thần các, nhưng ông vẫn làm như vậy. Vì đó là cái thói quen rồi. Thật ra Chúa cần cái điều đó, Chúa cần cái điều đó các bạn, cần một con người kết ước. Ngài biết cái giờ nào các bạn đến với Ngài thì Ngài mới đến các bạn. Đó, có hẹn, có lịch với Chúa. Hàng ngày các bạn không nhất thiết phải là 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện, không nhất thiết, hay là kiêng ăn 1 tuần. Các bạn có thể là 1 tuần kiêng 1 lần thôi, nếu có thể, hoặc là 1 tháng kiêng 1 lần cũng được. Nhưng mà cái điều chắc chắn quan trọng nhất thì đó là vẫn là phải là hàng ngày. Đừng có chỉ sáng ra mở mắt cầu nguyện ơi Chúa ngày mới 15 phút để xong đi làm, xong rồi trưa ăn cơm cầu nguyện, ăn cơm tối thì cầu nguyện ăn cơm tối, xong rồi trước khi đi ngủ cầu nguyện 15 phút, đọc kinh thánh rồi đi ngủ. Các bạn không bao giờ lắng nghe tiếng của Chúa đâu, vì các bạn không thành dành thời gian cho Chúa, vì các bạn không sửa soạn. Các bạn biết là muốn lắng nghe tiếng của Chúa đấy, thực ra người Do Thái không phải đến cái ngày mà Chúa ấn định đấy, thì cái ông thầy tế lễ thượng phẩm ấy đã bước một phát vào trong hành lang chí thánh được ngay đâu. Không phải là ông bước phát từ hành lang mà vào nơi chính thánh, bước phát vào luôn, mà họ phải thờ phượng khoảng 1 tiếng đến nửa tiếng hả, thờ phượng nơi hành lang, sau đó là thờ phượng từ hành lang, thờ phượng ở trong nơi chi thánh, à thờ phượng trong nơi thánh, thờ nơi thánh bao nhiêu lâu đó, và bắt đầu mới nhìn thấy cái ngọn lửa, nhìn thấy sự xuất hiện của Chúa, hay là sự cho phép của Chúa, là mới bước vào. Và khi bước vào là phải xích ở chân một cái sợi xích, là một cái sợi dây, nếu chẳng may mà sự thánh khiết của Chúa có giết chết ông ấy thì phải kéo ông ra bằng sợi dây đó, chứ không ai được phép vào nữa, bởi vào sẽ chết hết. Đó là như vậy, Chúa thánh khiết như vậy, các bạn phải hiểu điều đó, các bạn phải học với Ngài thì các bạn mới đến gần Ngài được. Thế đấy là cái điều các bạn mình muốn chia sẻ, các bạn phải có thời gian ở Chúa, phải có kết ước với Chúa một cái thời gian nào đó để cầu nguyện, chứ không phải là các bạn đùng đùng cái à hôm nay mình mệt mỏi, mình có nhan đề, mình muốn cầu nguyện xin Chúa phán, không có điều đó đâu các bạn. Khó lắm, đến với Chúa như thế thì khó mà đấy được. Và thực ra thì chưa kể đến cái việc đó là xung quanh các bạn ấy có những con sư tử giống ma quỷ, nó đang rình rập, nó đang cạm bẫy, nó đang muốn chống đối lời cầu nguyện của bạn, muốn hủy phá, muốn làm trì trệ, muốn làm chậm trễ cái lời cầu nguyện của bạn. Thế cho nên là các bạn phải hiểu, thế nên là thực ra hội thánh nào mà phát triển, hội thánh nào cầu nguyện nhiều và cầu nguyện đúng thời điểm, đúng thời gian, cầu nguyện có kết ước, có kế hoạch cầu nguyện, xây dựng trong linh, hội thánh phát triển, hội thánh có quyền năng, hội thánh có nhiều tháp canh cầu nguyện, có nhiều con người cầu nguyện kết ước đúng giờ, thì đó là như vậy. Các bạn phải học lời Chúa, thờ phượng Chúa cùng nhau, yêu mến Chúa, có thời gian riêng với Chúa, cá nhân với Chúa. Các bạn phải dành thôi, dành thời gian thôi, muốn Chúa nói với bạn, phản với bạn, các bạn muốn Chúa thay đổi cuộc đời các bạn, Chúa làm ơn, Chúa bày tỏ chính Ngài với các bạn, Chúa tâm tình các bạn như cha với con, thì các bạn phải đến với Ngài. Không phải các bạn nói ôi tôi trong danh Chúa Jesus Christ, tôi tin Chúa, tôi đã trở thành con cái của Ngài, ôi Chúa sẽ đến nói với tôi, không, các bạn không phải như vậy. Chúa không phải đứng dễ dãi như vậy đâu, các bạn nhớ, Chúa không phải đứng dễ dãi như vậy, không phải như vậy, thực ra là như thế.
Các bạn sẽ hãy cứ đọc về các nhân vật trong Kinh Thánh, họ phải như thế nào đó thì Chúa mới nói chuyện với họ. Là phải đọc về các nhân vật. Tại sao Samson lại ôm lấy Dalila và khổ đau trong đôi mắt bị mù? Tại sao Joseph lại bị Chúa bán vào trong Ai Cập rồi 5 tháng trôi qua ông đã làm những điều gì? Tại sao Chúa cho ông có thể hiểu được những cái khải tượng và giải được giấc mơ? Đó. Các bạn phải 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 đọc Kinh Thánh các bạn mới biết được. Tất cả đều có một bí quyết, đó là dành thời gian riêng với Chúa, kêu cầu Chúa trong nơi khốn cùng, kêu cầu Chúa trong nơi các bạn vẫn đến với Ngài. Đến với Ngài, các bạn nhớ là Ngài cũng chờ đợi các bạn như vậy. Các bạn cứ nhìn hình ảnh Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu cầu nguyện nhá, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, Chúa tách riêng các 12 môn đồ, Chúa bảo là đi qua sông trước đi, các ngươi cứ đi qua sông trước đi, rồi ta đi cầu nguyện riêng với Đức Cha, sau đó ta sẽ đi theo các ngươi sau. Các môn đồ cũng ngây thơ lắm, cũng đi luôn, cũng đánh thuyền đi luôn mà không biết là mình đi rồi thì Chúa lấy thuyền đâu mà đi. Đó, nhưng khi Ngài cầu nguyện xong, Đức Chúa Cha Ngài có quyền năng, Ngài đi bộ trên mặt nước, phải có thời gian riêng. Chúa luôn luôn lên núi để cầu nguyện riêng, và đặc biệt là khi những cái thời khi mà và đặc biệt là khi mà bắt đầu bước vào trong những cái lúc mà Chúa chuẩn bị lên thập tự giá, nên Ngài cầu nguyện nhiều hơn và Ngài say sưa hơn trong Thánh Linh, và đến nỗi là mồ hôi đổ ra thành máu. Ngài rất là cực nhọc trong sự cầu nguyện. Các bạn đang cần điều gì? Các bạn đang cần Chúa bày tỏ điều gì? Các bạn cần sự bình an như thế nào? Cần Chúa nói chuyện các bạn như thế nào? Cần Chúa đến gần các bạn như thế nào? Thì các bạn phải như vậy thôi. Phải như vậy thôi. Khi Chúa Giêsu xuống, khi trong đêm ngày chuẩn bị nộp, Chúa Giêsu gọi là tâm hồn Ngài mệt mỏi và gục ngã. Ngài đi xuống thấy các môn đồ đang ngủ, đang ngáp. Và là có những môn đồ thì ngủ rồi. Chúa nói các ngươi không thể tỉnh thức cầu nguyện với ta 1 giờ được sao? 1 giờ quan trọng lắm. Nhưng mà họ không thể thức thì họ mắt họ đừ quá rồi. Đêm rồi. Họ đã đi với Chúa cả một ngày rồi. Nào là chuẩn bị cho Chúa con lừa vào thành, chuẩn bị bữa tiệc, sắp xếp mọi thứ mệt lắm, đến trưa đến chiều đến tối ăn uống rồi Chúa dạy đạo nghe lắng nghe, ôi buổi linh vất vả quá. Đến giờ đó Chúa vẫn cầu nguyện 1 giờ đồng hồ trước khi Ngài thập tự giá, mà lúc đó máu đổ. Thực sự sự cầu nguyện là như vậy, sự cầu nguyện nó là như vậy. Các bạn phải có thời gian và thật sự là thống thiết khẩn cấp, dai dẳng, đeo đẳng. Chúa nói là, ôi, Chúa kể cái câu chuyện này, các bạn nhớ, Chúa kể cái câu chuyện là người đàn bà đó đi đến một nhà vị quan, gõ cửa để kêu oan. Gõ cửa lần đầu tiên, vị oan nó không 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 nhận, đúng không? Gõ cửa lần thứ hai, vị quan cũng không nhận. Gõ cửa lần thứ ba, vị quan nó mới nói là, ôi, ta mệt mỏi người đàn bà, ta sẽ giải quyết công bình cho người này. Phải sức nguyên là như vậy, dai dẳng, đeo đẳng như vậy, thì Chúa mới có thể hiện diện các bạn được. Đó, thì tất cả những gì mình muốn tâm tình, thực ra thì mình muốn tâm tình nhiều hơn nữa, nhưng mà cái video của nó có lẽ nó dài quá. Ước mong là những gì chia sẻ 5 bước này nó sẽ khiến cho các bạn lắng nghe tiếng của Chúa, đột phá được thuộc linh của mình. Và nếu như các bạn có những câu hỏi, có những có vấn đề gì thắc mắc, hay là có những điều gì vẫn uẩn khúc các bạn chưa được giải đáp, chưa được trả lời, thì các bạn hãy comment nhá, comment nhắn tin Zalo hoặc là liên lạc như nào đó, thì nó sẽ có những thời gian được hẹn để giúp đỡ các bạn, hoặc là chúng ta sẽ có thể có những cuộc livestream nói chuyện với nhau. Mình sẽ cầu thầy cho các bạn, mình sẽ cầu thầy các bạn, mình sẽ chúc phước cho các bạn nha. Đó thôi, goodbye, God bless you, amen.